bị bà Phương Hằng vạch quá khứ có con cùng đại gia. Vi Oanh vỗ mặt, cô đứng trên luật còn ngon hơn vợ lãnh đạo. Mới đây, ca sĩ Vi Oanh đã gây xôn xao dư luận khi đăng tải một số bài viết nhằm vào bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng Lò Vôi vì việc động chạm tới các nghệ sĩ. Đặc biệt trong một bình luận của mình, Vi Oanh đã nghi ngờ việc bà Hằng hiến đất đấu giá 1.000 tỷ làm từ thiện. Điều này khiến bà Nguyễn Phương Hằng vô cùng khó chịu. Trong livestream mới nhất, bà tố Vi Oanh: "Mọi người phải hết sức thông cảm cho tôi. Làm người tử tế thật khó vì một số người cứ rình nói những điều rất khó nghe về tôi. Tôi gửi lời luôn tới ca sĩ Vi Oanh. Bây giờ cô muốn tôi lôi cái dĩ vãng dơ giấy của cô với một đại gia ra, rồi cô qua Mỹ mà đẻ không? Vi Oanh nói tôi tại sao hiến tặng 1.000 tỷ không đưa tiền mặt lại đưa đất. Có doanh nghiệp nào lại để 1.000 tỷ tiền mặt không? Người ta đi kinh doanh thì ai để 1.000 tỷ sẵn ra đấy? Đất không là tiền à? Ý Vi Oanh nói tôi và anh Dũng nói xạo. Chúng tôi từ thiện cũng bị cô ta bắt lỗi là vì sao không cho tiền mặt. Tiếp đó, Vi Oanh nói, giàu thế thì đưa tiền tươi đi rồi bán đất lấy lại sau, đang dịch cấp bách mà. Tầm tuổi tôi bây giờ, cô của mấy người chắc gì bằng được tôi đâu. Trời ơi, Vi Oanh ghê quá rồi, lần sau tôi sẽ dành nguyên một buổi kể hết dĩ vãng của cô ra cho mọi người coi. Không có gì giấu giếm được tôi hết. Tôi đâu có đụng chạm gì đến Vi Oanh mà lôi tôi lên nói cạnh khóe. Tôi muốn tu, không muốn chửi mà không được. Tôi đã bỏ tài sản, hiến 4 hecta đất, đấu giá đến 1.000 tỷ đồng giúp dân trong mùa dịch này mà còn ý kiến về tôi. Vi Oanh ngoài đi hát ra thì có cái gì? Tôi sẽ đưa cô ra cho công chúng biết cô là ai. Tối ngày 16 tháng 5, Vi Oanh đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân. Nội dung được nữ ca sĩ đề cập liên quan đến câu chuyện với bà Phương Hằng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Giọng ca Đồng Xanh mở đầu một cách mỉa mai: cuối cùng con cũng cho cô có cơ hội được gọi tên con rồi kìa. Tiếp đó, Vi Oanh đề cập đến việc bà Phương Hằng mỗi ngày nặng lời đến nhiều người và khẳng định nó vô tác dụng. Ẩn ý về chuyện bà Phương Hằng dọa sẽ bóc việc làm trong quá khứ, Vi Oanh cho biết nghệ sĩ phải chịu thị phi và quá khứ bị đơm đặt cả nước đều biết. Cô cũng tiết lộ mình nghỉ hát lâu rồi, giờ nữ doanh nhân để cô nổi lại thì không biết có uổng công không. Đại Nam Văn Hiến còn nghe nói là nơi tâm linh văn hóa. Cô đừng văng đồ nhậu ra ngoài, ảnh hưởng chú nha cô. Chú doanh nhân to thế, cô phải giữ cho chú xứng tầm nhà. Nữ ca sĩ sinh năm 1985 nhắc đến chồng của bà Phương Hằng. Trong bài đăng của mình, Vi Oanh còn nói mát mẻ bà Phương Hằng giữ sức khỏe để tiếp tục khẩu nghiệp nghệ sĩ. Cô không có chút e dè nào trước những lời lẽ gay gắt của nữ doanh nhân. Cô nhớ giữ sức để chửi con với tất cả nghệ sĩ mỗi ngày nha. Dù cô có chửi chuyên nghiệp cỡ nào cũng mất sức cô ạ. Giọng ca để cho em khóc viết. Trước đó, Vi Oanh cũng gây ý kiến trái chiều khi bày tỏ quan điểm: nếu cho rằng dân thương, dân lo cho nghệ sĩ thì thôi đừng thương nhau nữa. Đang chú ý, bên dưới bài đăng, khán giả bình luận đòi tẩy chay bất ngờ bị nữ ca sĩ nói lại: tẩy ngay nào, biến. Phản ứng này khiến cô nhận về cơn mưa gạch đá. Sau ồn ào, Vi Oanh đã lên tiếng bằng bình luận dưới bài đăng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Cô cho rằng câu chuyện đang đi quá xa và chưa ai nói câu, không cần khán giả. Bên cạnh đó, Vi Oanh cũng khẳng định luôn biết ơn khán giả, nhưng sức lao động của nghệ sĩ không thể phủ nhận. Không lâu sau khi đăng tải bức tâm thư, Vi Oanh đã khóa bình luận, tiếp đó là khóa luôn tài khoản cá nhân. Hiện tại người hâm mộ không thể tìm thấy Facebook của nữ ca sĩ. Có thể thấy drama của bà Phương Hằng với nghệ sĩ vẫn đang diễn biến căng thẳng và chưa thấy hồi kết. Vì chuyện chưa thực sự rõ trắng đen nên cư dân mạng vẫn khuyên nhau bình tĩnh, không nên đưa sự việc đi quá xa. Thời gian gần đây, showbiz Việt liên tục xuất hiện những thị phi ồn ào và đầy drama. Trong số đó, có luồng ý kiến cho rằng nghệ sĩ phải phụ thuộc và biết ơn khán giả, bởi khán giả là người mang lại sự nổi tiếng, thu nhập cho nghệ sĩ bằng sự ủng hộ và yêu thương. Thế nhưng, có rất nhiều sao Việt đã không đồng ý với ý kiến này. Đạo diễn Bùi Quốc Bảo là một ví dụ điển hình. Anh vừa chia sẻ dòng trạng thái khá dài để bày tỏ chính kiến của bản thân về vấn đề này. Nam đạo diễn khẳng định chắc nịch rằng nên thay đổi quan điểm hạ thấp nghề nghiệp và sĩ diện hão. Đạo diễn Bùi Quốc Bảo viết, xã hội luôn có sự phân công lao động nên bất cứ đóng góp của ngành nghề nào cũng được trân trọng.
Doanh nhân thì được vinh danh là phát triển kinh tế, bác sĩ thì được vinh danh là thiên thần áo trắng cứu người, thầy giáo thì được vinh danh là ươm mầm tương lai đất nước. Luật sư, nhà báo, kỹ sư, đầu bếp, thợ mộc, thợ hồ, thợ xây dựng đều được xem là những người sống bằng sức lao động của mình, và người quét rác cũng được trân trọng và cảm ơn đã giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Bùi Quốc Bảo thắc mắc rằng vì sao nghệ sĩ cũng sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả. Phải tri ân khán giả, phải quan niệm chén cơm của mình là khán giả ban cho. Ủa, sao ngộ vậy? Nghệ sĩ không lao động nghệ thuật sao? Thù lao của nghệ sĩ là đánh đổi bằng sức lao động, bằng tập luyện, diễn xuất, gian dựng, nặn óc mòi tim ra viết. Chứ phải chi nghệ sĩ ở không mà được xã hội phát lương thì mới được gọi là nuôi. Nam đạo diễn này cho rằng nếu không chăm chỉ lao động thì giới nghệ sĩ sẽ đói hơn cả những ngành nghề khác, bởi không phải nghệ sĩ nào cũng ở đỉnh cao danh vọng, có tất cả mọi thứ. Trong khi nghệ sĩ ngày nào không biểu diễn, sáng tác, lao động nghệ thuật là ngày đó đói, thậm chí đói hơn các ngành nghề khác nữa kìa. Ngoài những ngôi sao trên đỉnh kim tự tháp thì có hàng triệu nghệ sĩ phải miệt mài lao động nghệ thuật để nuôi thân và nuôi gia đình. Một lần nữa khẳng định, nghệ sĩ hoàn toàn tự nuôi bản thân bằng sức lao động chân chính. Anh cũng quy trách nhiệm cho một bộ phận nghệ sĩ tự nghĩ rằng mình được khán giả nuôi, dẫn đến tư tưởng lệch lạc này bị lan rộng và khiến nhiều khán giả mặc định là đúng. Chính vì những người nghệ sĩ mang trong đầu quan điểm được nuôi, được cho, phải mang ơn và từ đó lan truyền ra xã hội mà vai trò và vị trí của nghệ sĩ trong mắt xã hội rất thấp, rất dễ bị tổn thương dù được bao biện bằng vỏ bọc hâm mộ. Tôi khẳng định 21 năm sống bằng nghề viết và nghề dàn dựng, tôi hoàn toàn sống bằng sức lao động của mình và tôi cũng như bao nghề nghiệp khác có quyền đòi sự tôn trọng của xã hội. Cũng như tôi, hãnh diện là tôi có đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Tôi không ăn cơm của ai, cho hết. Mà tôi phải làm việc mới có chén cơm bưng ăn được. Vì vậy, tôi hy vọng là đồng nghiệp hoạt động nghệ thuật như tôi sẽ đồng cảm với suy nghĩ mà thay đổi những suy nghĩ đã lỗi thời kia. Và xã hội cần chấm dứt quan điểm lạc hậu là nuôi nghệ sĩ đi nhé. Thời buổi này, tay làm hàm nhai, không ai nuôi ai đâu ạ. Dưới bình luận, khá nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự đồng tình với đạo diễn Bùi Quốc Bảo. Từ đó cũng có thể thấy nhiều nghệ sĩ muốn được nhìn nhận công bằng và có sự tôn trọng. Không phải khán giả không hài lòng thì dựa vào cái cớ đã có công nuôi nghệ sĩ để chỉ trích. Em nghĩ anh thông minh để hiểu câu chuyện đang bị đẩy xa để khán giả và nghệ sĩ xích mích nhau, chứ chưa ai nói câu không cần khán giả anh ạ. Ý mọi người nếu cảm thấy phải nuôi làm khán giả phiền lụy thì từ nay đừng nuôi nữa, cứ sòng phẳng, nếu thích thì hãy nghe, không thích đừng xem. Như vậy cũng hay mà anh, sẽ lọc bớt nhiều sản phẩm không chất lượng, ai có thực lực thì trụ được, không thì phải chịu. Mọi người chỉ nói nghệ sĩ không phải sướng ca vô loài, không phải là ăn hại, không phải ngửa tay xin tiền ai để gọi là nuôi như người ta nói, mà phải làm việc rất cật lực mới có ăn. Bất cứ ngành nghề nào cũng đều cần nhau. Có thể anh cho rằng anh may mắn được nổi tiếng, được thương. Mấy status khác của anh thì em thấy anh luôn để mọi người thấy anh làm việc cực mới có thành quả. Nhưng cũng rất nhiều nghệ sĩ khác cả đời lao động nhưng đồng lương rất bèo bọt, không xứng với công sức vì họ không có được may mắn đó. Cũng vì nghệ thuật không phải như kinh doanh mà bỏ một đồng thì tính lãi được bao nhiêu đồng, mà yếu tố hên xui may rủi nhiều hơn. Ví như anh viết một bài hát cũng không thể biết được bài nào sẽ rất hot mà cũng chỉ đoán rằng nó sẽ hot, đúng không anh? Rồi khi đầu tư rất nhiều tiền của cho sản phẩm mà không hot xem như vứt sông bỏ biển đống tiền. Xét vậy thì cực và mù mờ hơn làm kinh doanh nhiều anh ạ. Không thể phủ nhận tình cảm của khán giả và biết ơn vì điều đó, nhưng cũng không thể phủ nhận công sức lao động của nghệ sĩ vì không dưng ai tự dưng mang tiền đến cho, cứ ngồi không hưởng thụ. Tất cả là mối quan hệ cộng sinh. Có thể mang ơn nhau về sự yêu mến, về tình cảm, nhưng không thể lấy đó làm thước đo cho từ nuôi. Kể cả kinh doanh, khách hàng cũng phải tin tưởng yêu thích, họ mới bỏ tiền sở hữu. Và điều quan trọng, ai cũng có quyền được nói lên chính kiến của mình. 9 người 10 ý, không hẳn vì người ta nói không đúng ý mình mà bị xúc phạm, chà đạp. Không có gì đúng tuyệt đối, cũng không gì là sai tuyệt đối, chỉ là biết nghĩ cho nhau mà thôi. Chúc anh cùng mọi người cuối tuần an lành.